Nam Mô A Di Đà Phật. Hoan hỷ kính chào quý Phật tử cùng quý tín giả của công ty truyền thông Phật giáo Thành Đạt Media. Quý Phật tử và quý tín giả thân mến, theo nhân quả, việc sát sinh sẽ mang đến khổ đau lâu dài, không chỉ đời này mà còn trong nhiều đời sau. Đức Phật đã đưa sát sinh là giới cấm thứ nhất trong năm giới của Phật tử tại gia. Một trong những nguyên tắc đạo đức căn bản của người Phật tử là không làm tổn hại, không sát hại chúng sinh. Các đoàn sinh gia đình Phật tử, khi mới vào chùa đã thuộc lòng câu, em thương người và vật. Chẳng những không giết hại, người Phật tử còn nuôi dưỡng tâm từ, luôn thực hành phóng sinh cứu vật. Vậy sát sinh sẽ đem đến cho chúng ta quả báo gì? Xin kính mời quý Phật tử và quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện dưới đây để tìm hiểu rõ hơn. Ếch báo mộng xin tha mạng. Mình tên là Nguyễn Thị Ngọc Bích, pháp danh Trân Thiện Ngọc. Mình ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Dưới đây là câu chuyện có thật do mẹ mình kể lại. Mình ghi chép lại, mong rằng có thể giúp ích cho quá trình biên soạn, sách thiện của ban biên tập Nhân Quả Báo Ứng. Và cũng hy vọng có thể khuyên được dù chỉ là một số ít người từ bỏ thói quen sát sinh mà phóng sinh, hướng thiện, hành đức. Chuyện thứ nhất, ông cố mình tức là ông ngoại của mẹ mình sau ngày giải phóng, nhà nghèo, không có gì ăn. Ông cố mình hay ra ruộng bắt ếch, nhái nhảy, bù tọt, về nhốt lại để sáng hôm sau mới làm thịt. Hôm đó ông về ngủ thì mơ thấy có 39 vị thầy tu quỳ lại từ trong nhà ra sân xin tha mạng. Ông cố của mình nói tôi có quyền gì mà tha mạng cho các ông. Rồi ông cố choàng tỉnh dậy, ngỡ là chim bao bình thường, rồi ngủ tiếp. Vừa chập mắt thì lại mơ thấy y như vậy, nên ông tỉnh dậy đi ra sau nhà tìm xem nhưng không thấy ai cả. Chỉ thấy thùng ếch nhái rồi đi ngủ, lại cũng vẫn thấy 39 vị quỳ lại xin tha mạng và nói là đang ở trong thùng. Ông cố của mình tỉnh dậy, ra sao đếm thử thì đúng là có 39 con ếch ở trong thùng. Ông lấy làm kinh ngạc, sau đó ông đã thả ếch ra hết. Từ đó về sau không còn đi bắt hay giết hay ăn thịt ếch nhái nữa. Chuyện thứ hai là câu chuyện của ông bà hai, tức là con trai và con dâu của ông cố mình kể trên. Bà hai làm nghề bán cá, lương nên sát sinh cũng không ít. Một hôm trong thùng lương bà bán hàng ngày có một con lương lớn bị đứt đuôi. Bà đập con lương ấy hoài mà nó vẫn chưa chịu chết. Phải đợi một hồi lâu nó mới chết để bán cho người ta. Đêm đó bà nằm mơ thấy một người phụ nữ mời bà vào nhà uống nước. Sau đó người đó bảo là tiền thân của con lương ấy. Bà hai giật mình tỉnh dậy, toàn thân sợ hãi, bỏ luôn nghề sát sinh, siêng năng đi chùa để sám hối tội lỗi sát sinh. Thuốc trị hiếm muộn. Rất nhiều Phật tử tu học theo Phật nhiều năm đã đoạn trừ ăn mặn, dứt thịt cá, nhưng vẫn còn ăn trứng gà, trứng vịt. Thế thì đệ tử Phật rốt cuộc có nên ăn các loại trứng hay không? Trước tiên xin kể một câu chuyện có thực. Một lần trong Pháp hội, Trần cư sĩ dẫn theo nữ đồng nghiệp Nhã Lâm khoảng 35 tuổi. Cô này gầy gò, sắc mặt xám vàng, ngó bộ rất tiều tụy. Do đây là lần đầu gặp giáo sư Quả Khanh, ánh mắt cô hiện đầy nét hân hoan khát vọng. Trong quá trình nghe giảng, cô rất chăm chú chí thành. Lúc giáo sư Quả Khanh hỏi cô Lâm có vấn đề gì, mặt cô hơi đỏ lên, lộ vẻ căng thẳng, ấp úng mãi chẳng thành câu. Cuối cùng, nhờ Trần cư sĩ giải thích giùm, mọi người mới hiểu rõ. Té ra cô kết hôn đã 10 năm, rất khao khát có con, nhưng bất kể cầu thầy bổ thuốc đến đâu, vẫn chẳng có thai. Hôm nay may mắn được gặp giáo sư Quả Khanh. Cô thỉnh cầu ông chỉ giúp chỗ mê muội. Giáo sư Quả Khanh rất thông cảm cho cô, vì nỗi khổ cầu bất đắc dĩ này, ước con mà không có được. Ông thở dài, quay qua bảo tôi. Quả Hồng, cô hãy quán xem nguyên nhân vì sao Nhã Lâm không có con. Tôi xoay đầu dòm Nhã Lâm, chạm ngay ánh mắt nhìn đầy khát vọng của cô. Tôi cũng không kềm được, bật ra âm thanh cảm thán. Có phải cô rất ưa ăn trứng, đặc biệt là trứng chim cút? Đúng, đúng rồi, tôi ăn rất nhiều trứng chim cút. Vậy chẳng lẽ... Nửa câu sau, âm điệu cô ta đầy vẻ nghi hoặc. Trần cư sĩ ở cạnh bên thông minh hiểu nhanh,
liền hỏi giúp cho một câu. Mọi người đều cho rằng trứng có dinh dưỡng tốt mà. Hơn nữa, trước khi chưa biết Phật Pháp, chúng tôi ai cũng ăn trứng. Nhưng vì sao chỉ riêng có Nhã Lâm là không thể có thai? Tôi nhìn giáo sư Quả Khanh đang đứng cạnh mình, thấy mắt ông đầy thuốc hối và khuyến khích. Tôi liền giải rõ. Phật từng nói, ăn trứng các loài điểu cầm, thủy tộc là không có lòng từ mẫn. Ngài Tuyên Hóa cũng đã giảng những điều liên quan đến ăn trứng. Từng hóm hỉnh nói, nếu bạn không sợ đời sau làm trứng cho người ăn, thì bạn có thể ăn bất kỳ trứng gì, bởi nhân quả đan xen, chồng chéo phức tạp. Do mỗi người có phúc đức nhân duyên bất đồng, nên mặc dù có nhiều người ăn trứng, song việc thọ báo lại chẳng đồng nhau. Bạn muốn có con, tức phải đoạn trừ ăn mặn, đương nhiên trong đây bao gồm cả trứng. Ngoài ra còn phải phóng sinh cho nhiều và tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho các chúng sinh bạn đã từng ăn qua. Tôi nói xong, khẽ nhìn Nhã Lâm, thấy cô có vẻ không tin, khó chấp nhận. Rõ ràng là cô đang chờ nghe một câu chuyện nhân quả chứa tình tiết hấp dẫn liên quan đến việc hiếm muộn, khó mang thai của cô. Nhưng lại bị những câu nói thẳng, phũ phàng và quá thực tế của tôi làm cho vỡ mộng. Có lẽ cô cảm thấy những điều tôi nói là quá xoàng, không quan trọng và chẳng có gì đáng lưu tâm, nên mặt đầy lộ vẻ thất vọng. Tôi cảm thấy thật tiếc cho cô, bởi cô hoàn toàn không tin gì. Bất đắc dĩ, tôi phải nói thẳng ra. Cô hiện tại chỉ muốn bản thân mình có con. Nhưng sao không nghĩ cho việc những cái trứng bị cô ăn mất? Chúng cũng có mẹ. Và thân mẫu chúng phải gian nan cực khổ lắm mới sinh được con ra. Lúc này, Quả Khanh ôn tồn bảo Nhã Lâm. Quả Hồng, giảng lý nhân quả cho cô nghe rất đúng và chính xác. Cô hãy trân trọng tiếp thu và chịu khó làm theo cách của cô ấy bài, thì sẽ chiêu cảm được hài nhi quan. Tốt nhất là cả hai vợ chồng đồng phải tu sửa luôn. Lúc này, giáo sư Quả Khanh mới kể ra một câu chuyện thực để chứng minh. Có một nữ trưởng khoa nghiên cứu sinh vật học, thấy con gái mình kết hôn đã 4 năm mà không có thai. Như vậy là bà dùng kiến thức chuyên môn của mình hướng dẫn con rể bào chế thuốc. Nhưng dẫu có chế thứ gì, làm gì, thì kết quả càng khiến bà thêm hoài nghi về khả năng chuyên môn của mình. Do vậy mà nữ trưởng khoa này mặt mày cứ giàu giàu rầu rĩ, khiến ai cũng phải cảm thán. Thật là tội cho tấm lòng của những bậc cha mẹ. Khi đó tôi bảo bà, vợ chồng con cái bà ai cũng mê ăn trứng, thích nhất là trứng chim cút. Đây là cộng nghiệp chung khiến họ không có con. Muốn có con thì cả hai cần phải ăn chay, phóng sinh, tụng kinh, làm nhiều việc thiện. Vợ chồng con gái vị nữ trưởng khoa này y theo lời khuyên mà thực hành. Kết quả, chỉ nửa năm sau thì con gái bà đã có thai. Câu chuyện Quả Khanh vừa kể xong, Lý cư sĩ là bác sĩ thực tập liền hỏi tôi. Vì sao hiện nay những bệnh nhân từng mang thai nhưng nạo thai, giờ muốn có con mà không được, lại nhiều đến như vậy? Tôi bảo mọi người, mỗi đứa con đến đầu thai đều có nhân duyên rất sâu nặng với cha mẹ, mà trong dòng luân hồi dài đặc, cơ hội có được một lần đầu thai làm người lại rất hiếm. Nhưng các bậc cha mẹ do nhiều nguyên nhân đã bừa bãi phá thai, hủy đi cơ duyên làm người của dòng nhi. Khi làm như vậy, họ không biết rằng mình đã tạo ra tội nặng tương đương giết A-la-hán. Đã như vậy lại còn mặc tình sát sinh ăn thịt, tạo nghiệp sát sâu nặng chất chồng, tất nhiên sẽ phải chiêu cảm ác báo, triệt con dứt cháu. Tôi thấy Nhã Lâm và những người khác gật đầu, tán đồng. Thật là mừng cho Nhã Lâm có thể tỉnh ngộ, hy vọng cô sẽ được Phật lực gia trì, chịu sửa lỗi hướng thiện, trì giới tu hành, sớm sinh quý tử. Thời gian trôi qua được nửa năm, Trần cư sĩ là người ban sơ dẫn Nhã Lâm đến, đã gọi điện báo tin cho tôi hay. Nhã Lâm từ lúc về nhà đã làm y theo lời chúng tôi chỉ dẫn. Hiện giờ cô đã mang thai, rất là tri ân mọi người. Giải thích thêm. Xin khuyên mọi người, không nên vì tham ngon, ham khoái khẩu mà ăn các loại trứng.
Tôi suốt hơn 20 năm trên đường học Phật, từng gặp nhiều vị ăn trứng, bao gồm trứng chim, rắn, cá, vân vân, cho đến ăn trứng chưa thành hình trong thân gà mái mà biến thành những phụ nữ không thể mang thai hoặc thường đẻ non, hư thai. Bọn họ bí lối cùng đường, đành phải làm theo cách tôi hướng dẫn là sám hối trước Phật, nguyện từ bỏ ăn mặn, lẫn ăn các loại trứng. Hàng ngày, tụng từ 1 đến 2 bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho các trứng và những thân mẫu đẻ ra các trứng mà họ đã ăn qua. Kết quả, đại đa số, khoảng chừng 3 tháng là được hoài thai, thân thể họ cũng được thay đổi, trở nên khỏe mạnh. Nguyện cầu những vị hiếm muộn khác con có sự nghiệp gia đình không thuận lợi và thân thể kém khỏe sẽ y theo phương pháp này mà thực hành. Trong vòng vài tháng sẽ có việc bất tư nghị xuất hiện trên bản thân các bạn, và các bạn không phải tốn xu nào cho việc có con, còn tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tốt như vậy, sao bạn không làm? Nhưng liệu bạn có can đảm ăn chay? Thư Khuyển Mã. 7 năm trước tôi qua Mỹ thăm bạn, được dẫn tới một khu vườn vui chơi nổi danh để tham quan. Tiến vào cổng lớn không xa, thì thấy có một chiếc xe thổ mộ rất sang trọng, vừa đổ lại, ngay trước mặt chúng tôi. Tôi bị màu lông trắng tuyết của con tuấn mã thu hút. Nó rất đẹp, đầu ngẩng cao, lông trắng mướt như nhung, và cái bờm dài tuyệt mỹ. Chiếc yên ngựa vàng chiếu lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời kali tươi đẹp, càng tăng thêm phong thái uy vũ bất phàm. Con ngựa chở du khách đi theo con đường cố định, người ta vừa tận hưởng thú vui quý tộc, vừa tha hồ ngắm cảnh thỏa thích mê ly. Chúng tôi không lên xe, chỉ nhìn theo con tuấn mã khỏe mạnh đang kéo xe rời xa. Đoàn chúng tôi mãi vui chơi đến chẳng hay biết trời đã tối. Lúc quay về, khi đi ra gần tới cổng lớn, tôi thấy con tuấn mã vẫn còn đang phục vụ chở khách. Nhưng lúc này, thần thái của nó không còn anh tuấn hiên ngang, đầu cúi rũ, lê bước mệt nhọc, chứng tỏ nó rất đuối sức, hụt hơi. Tôi nhìn bộ dạng nó, từ sáng sớm đến giờ lao động ít nhất cũng phải 20 tiếng, trông nó đờ đẫn mà đau lòng. Tôi lang mang suy nghĩ. Chẳng biết con tuấn mã này kiếp trước, nó đã tạo nghiệp gì, mà đời này sinh làm tuấn mã, phải ở đây kéo xe suốt ngày. Hôm nay đã có biết bao nhiêu du khách ngồi cho nó kéo, và một năm có biết bao nhiêu người. Không lẽ kiếp trước nó thiếu nợ đến gần ấy người ư? Sau khi về nước, tôi đem chuyện này thỉnh giáo sư phụ. Hòa thượng Diệu Pháp bảo, con ngựa đó, đời quá khứ, từng là người da trắng, làm chủ hàng trăm nô lệ da đen. Trong trang viên của ông, có hơn 100 nô lệ làm việc. Họ hứng chịu đủ mọi lăng nhục, hành hạ áp bức của ông. Sau khi ông chủ da trắng này chết đi, lập tức đọa địa ngục thọ khổ, mạng báo ở địa ngục, y đầu thai vào cõi thú, sinh làm con ngựa này. Mang ngoại hình tuấn tú mỹ miều, thể lực mạnh mẽ, trở thành công cụ kiếm tiền cho chủ, nếm lại cái khổ làm nô dịch. Cho dù những nô lệ kiếp trước bị y áp bức bóc lột đầy ải, chỉ có hơn 100 người, nhưng bởi vì y hung tàn và ngược đãi đám nô lệ da đen quá mức, đây không những là phạm tội đáng xấu hổ đối với nô dịch, mà đối với hành vi phi nhân tính, tức là xúc phạm chà đạp con người quá quắt, thì y đã có lỗi với toàn nhân loại. Do vậy mà ngày nay y phải chịu người điều khiển cưỡi ngồi, không được nghỉ ngơi. Đó là quả báo y phải trả. Tội nghiệp của y sâu nặng, chẳng biết còn phải làm trâu ngựa hằng bao lần nữa. Đến cuối cùng, khi y được chuyển sinh làm người, thì phải mang thân phận bần cùng hạ tiện, khổ hết chỗ nói. Tôi nghe xong, trong lòng tỉnh ra. Ai mà ngờ con tuấn mã khả ái đáng thương này
là có quá khứ chẳng vẻ vang như thế. Tôi thầm nghĩ, nhất định phải tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho con Tuấn Mã, để nó sớm chuộc đền tội nghiệp, thoát ly biển khổ, đồng thời còn phải niệm Phật siêu độ cho các nô dịch, xoa dịu oán khí xung thiên của họ. Lúc này, Hách cư sĩ ngồi cạnh bên tôi, bà là Hoa Kiều, định cư ở Mã Lai, đột nhiên hỏi. Thưa sư phụ, nhà chúng con hồi ở Hương Cảng có nuôi một con chó tên là Misu, từ nhỏ đã bầu bạn thân thiết với chúng con. Sau khi cả nhà quy y ăn chay rồi, con chó này cũng rất có tính linh, không lâu thì nó bỏ ăn thịt ăn chay theo, khiến cả nhà con hết sức là vui mừng. Gia đình chúng con về đến Mã Lai rồi, thì 2 năm sau Misu chết. Chúng con rất là buồn. Mẹ con có đến chùa lập bài vị cầu siêu cho nó, còn tổ chức pháp sự chúc phúc cho nó. Chẳng biết giờ nó đã sinh vào cõi thiện chưa? Mong sư phụ từ bi quan sát giúp giùm chúng con với. Trầm ngâm một lúc, sư phụ mỉm cười nói. Con chó này, nhờ đời trước, ở nhà người nghe kinh, ăn chay, chết rồi được các ngươi tụng kinh cầu siêu cho nữa, nên nó đã chuyển sinh làm người rồi. Hiện cũng đang ở Mã Lai, là một cô gái 17 tuổi xinh đẹp. Nghe hòa thượng nói xong, Hách cư sĩ im lặng, bấm đốt tay, rồi kinh ngạc lẫn vui mừng, la lên. Sư phụ, ngài thật sự hay quá. Misu chết tính đến nay cũng đúng 17 năm. Xin ngài hãy cho con biết, cô gái ấy hiện giờ đang ở đâu? Tên là gì? Con rất muốn gặp cổ. Sư phụ và mọi người tại hiện trường đều cười. Tôi hỏi Hách cư sĩ, nếu tìm được gặp cổ, bà sẽ nói gì? Bà sẽ nói là, em ơi, trước đây em là con chó nhà chúng tôi nuôi ư? Cổ mà không đánh bà mới là lạ đó. Hách cư sĩ cũng bật cười, vì sự vô ý trong nỗi của mình. Sư phụ hiền hòa nói. Có duyên thì sẽ gặp nhau, rồi sẽ có ngày nó cùng gia đình bà hội ngộ. Vừa gặp đôi bên sẽ thấy rất thân thiết, và nó sẽ báo đáp gấp bội. Lời xưa nói, bách niên tu đắc đồng thuyền độ, tức là tu 100 năm mới được đồng thuyền. Cho nên, chúng ta hôm nay được đồng sự, đồng quê hương, có bạn bè, thân quyến, thậm chí bao gồm luôn cả cựu nhân, đồng tụ hội, thì xem như là đã có duyên từ nhiều kiếp. Vì vậy, chúng ta phải kết thiện duyên cho rộng, gắng sức giải trừ ác duyên, cùng chung sống hài hòa, bảo tồn thiện khí, chung tay xây dựng một cõi cát tường. Sư phụ từ bi như thế đó, ngài khéo nhìn căn cơ mà giáo hóa. Lần bái thăm này, thai giáo tuyệt vời. Lời người dịch. Thoạt đầu khi đọc đến tựa của câu chuyện này, tôi đã rất thờ ơ, không muốn dịch. Nhưng sau đó, tôi ráng đọc thử xem tác giả muốn nói gì, và câu chuyện đã khiến tôi cảm động. Xin được chia sẻ với bạn đọc, nhất là chư Phật tử tại gia, những người trẻ tuổi, sắp làm cha, làm mẹ. Tiết Đình là một nhạc công. Khi mang thai, cô bắt đầu có niềm tin chân chánh đối với Phật Pháp, nên phát tâm nghiêm trì ngũ giới, tập tu theo Pháp Phật và quyết định giáo dục thai nhi theo Phật giáo. Chúng ta hãy nghe Tiết Đình thuật lại câu chuyện giao cảm thần linh thần kỳ giữa hai mẹ con họ. Sau khi kết hôn, vì muốn đứa con sinh ra được khỏe mạnh thông minh, tôi rất chú trọng đến ẩm thực, lo tập luyện, chuẩn bị chu đáo đủ cách. Thấy trong kinh Địa Tạng ghi rằng, chúng sinh ở cõi Ta Bà đều vị lai, những người sắp sinh con, nếu trong 7 ngày mà tụng kinh Địa Tạng bất khả tư nghị này và niệm danh Bồ Tát đủ dạng biến, thì đứa con sinh ra dù nam hay nữ, đời trước có ước báo, cũng liền được thoát khỏi an lạc dễ nuôi, thọ mệnh tăng. Đoạn kinh này đã ban cho tôi chỉ đạo quý báu. Tôi tin tưởng và cảm thấy được khích lệ rất lớn, vì vậy tôi quyết tâm nuôi dưỡng, đào tạo ra một đứa bé băng thanh ngọc khiết, có tư chất thanh cao, nhất quyết hung đúc trí tuệ và phúc đức cho nó theo Phật Pháp.
tôi trong thời kỳ mới hoài thai, tôi bắt đầu. Vì con tụng kinh Địa Tạng, do thân thể chưa quen, không thoải mái, nên tôi chỉ thành kính tụng kinh Địa Tạng vào 10 ngày trai. Thoạt đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản, làm vậy là giúp cho sinh mệnh bé bỏng mới tượng hình trong bụng tôi, có thể được nghe bộ kinh bất hủ của Phật thuyết. Tôi quyết tâm vì bé, tiến hành việc thai giáo tốt đẹp nhất, theo Phật Pháp, nên lòng cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào. Niềm vui này thật khó mà diễn tả hết được. Tôi luôn cầu chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi ban cho tôi một đứa con như nguyện, mang thai được 4 tháng. Nhờ thiền tri thức khai thị, được người nhà tôi dốc toàn lực ủng hộ và chăm sóc, tôi triệt để tin lời Phật nên hoàn toàn ăn chay. Ăn chay không những giúp tôi có dinh dưỡng tốt, thanh sạch, mà cũng chẳng bị mỏi mệt khó chịu. Ngược lại, còn khiến tôi mặt mày hồng hào tươi tắn, thân tâm an vui, tinh thần thể lực sung mãn. Sau đó, tôi tiến bộ hơn. Có thể vì con mỗi ngày tụng một bộ kinh Địa Tạng, siêng năng không lười. Tôi đối với những điều Phật nói trong kinh vững tin không nghi. Tôi tụng kinh âm thanh rõ ràng, ngày ngày bầu bạn cùng thai nhi đang dần lớn lên. Trong lòng sung mãn niềm an lạc hân hoan chưa từng có, vì kinh nghiệm đang thực hành, lòng luôn mong mỏi khát khao, mau được nhìn thấy mặt con. Thời gian trôi qua thấm thoát, mùa hạ đến, tỏa khí nóng oi bức khó chịu. Nhưng tôi không chút lười biếng, vẫn nỗ lực dụng công, ra sức thanh năm quả dục, nghĩa là tai chẳng nghe tiếng ác, mắt chẳng nhìn việc ác. Tinh tấn không lười, luôn dùng chánh niệm hộ tâm. Mỗi ngày, tôi vì thai nhi tụng kinh, tận lực làm một người mẹ tốt đúng cách. Hôm nọ, lúc tôi tụng xong bộ kinh Địa Tạng, thì cảm thấy cổ họng khô đau. Liền tiến đến tủ lạnh, định lấy kem ăn giải lao. Thưởng công cho mình đã cực khổ tụng niệm nãy giờ. Nhưng, ngay giây phút tôi mở tủ lạnh ra, đột nhiên, trong đầu tôi vang lên tiếng nói. Mẹ ơi, đừng ăn kem, con sẽ rất lạnh. Việc này thật bất ngờ, khiến tôi tưởng mình nghe lầm. Lòng cảm thấy rất kỳ quái, nên thầm nghĩ. Đây chắc là do ta tự nghĩ lẩn thẩn, hoặc là một dạng tự kỷ ám thị mà thôi. Vì vậy tôi không chú ý vào quyết định. Nghỉ một chút, lát nữa sẽ ăn vậy. Nghỉ ngơi xong, tôi lại đến mở tủ lạnh. Thật không ngờ, cảm thọ lúc nãy lại xuất hiện. Mẹ ơi, đừng ăn kem, con sẽ rất lạnh. Câu nói này một lần nữa vang lên mãnh liệt trong óc tôi. Rõ ràng là thai nhi trong bụng đang dùng tâm nói chuyện với tôi và mách cho tôi biết những cảm thọ khổ vui của nó. Giao cảm kỳ diệu này khiến tôi hiểu sâu sắc thai nhi và tôi đang tâm tâm tương thông, tâm tâm tương tri. Kinh Địa Tạng đã giúp tôi và con liên lạc mật thiết mầu nhiệm cùng nhau. Mẹ con chúng tôi đồng hiểu nhau qua ngôn ngữ nội tâm, cùng cảm thọ, kết thành thiện duyên mẫu tử cực kỳ thâm sâu quyền diệu trong đời này. Tôi đã từng dùng tâm thành, tâm cung kinh, tụng Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử kinh. Trong kinh diễn tả, khi con ở trong thai, nếu mẹ ăn nóng, con khổ như đang ở trong cái nóng địa ngục. Nếu mẹ ăn lạnh, con khổ như đang ở trong cái lạnh địa ngục. Cả ngày thống khổ, dựa theo đoạn văn kia, giây phút tôi và con tâm linh cảm ứng đã chứng thực giải rõ. Điều này khiến tôi xúc động vô cùng, mãi mãi không thể quên. Lời Phật đúng là chân ngữ, thật ngữ mà. Đây cũng là ứng hợp với những điều trong cuốn sách thuốc Thiên Kim Phương. Trong đó có nói, trong lúc mang thai mà ăn cực nóng hay cực lạnh là cấm kỵ. Từ đó vì thai nhi,
Bất kể thời tiết nóng bức ra sao, tôi cũng không dùng qua thức lạnh nào. Cục cưng sinh ra được 2 tuần. Theo thói quen, tôi cho bé ăn hoàng liên, một loại thuốc bắc khiến bé đi tả không ngừng. Ngắm nhìn bé ốm gầy không còn sức lực, lòng tôi nóng như lửa đốt, cực kỳ bất an. Tôi áp mặt vào vầng trán tái nhợt của con, ưu tư trăm mối, tâm rối như tơ. Thì ngay lúc đó, trong óc tôi chợt xuất hiện một câu nói. Mẹ ơi, mẹ đừng dùng trứng gà nữa, ăn trứng gà với con rất là không tốt. Tôi bừng tỉnh ra, chính là bé cưng đang nói với tôi. Tôi hoàn toàn ăn chay, đúng theo kinh Địa Tạng dạy. Nhưng do để thuốc sữa, chị dâu tôi đã ngày ngày làm rượu trứng gà cho tôi uống. Lần này, tôi bắt đầu thưởng thức cuộc đối thoại tâm linh thú vị cùng con. Tôi khởi ý nghĩ trong tâm. Con cưng à, mẹ phải làm sao con mới an ổn đây? Bé lập tức hồi đáp. Mẹ hãy mau tụng 7 bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho oan gia trái chủ của con. Không chút chậm trễ, tôi lo tụng cho xong 7 bộ kinh Địa Tạng. Sau đó tôi hỏi bé. Mẹ đã tụng xong 7 bộ rồi, con muốn mẹ làm gì cho nữa? Bé đáp. Bắt đầu từ nay, mỗi ngày, mẹ tụng cho con 1 bộ kinh Địa Tạng nha. Tôi lại hỏi. Tụng đến bao giờ mới ngừng? Bé đáp. Tụng đến khi con có thể tụng kinh được thì ngừng. Vậy bao giờ con mới có thể tụng kinh được? Bé đáp. 7 tuổi. Tôi bỗng nhiên tỉnh ra. Từ đó, hàng ngày tôi tụng kinh không ngừng. Tôi tụng kinh đến hôm thứ 2 thì chứng đi tả của bé liền dứt. Khi tôi viết đến những dòng chữ này thì bé đã được 2 tuổi rồi. Thân thể mạnh khỏe, an lành, dễ nuôi. Đồng thời, để hoàn thành lời hứa với con, tôi hằng ngày vì bé tụng 1 bộ kinh Địa Tạng. 7 năm sẽ là 2.555 bộ kinh. Tôi và chồng tôi tin sâu, bé có thể dùng nhân duyên này để hóa độ chúng tôi tinh tấn tu hành. Tôi hiểu sâu như vậy là cả nhà chúng tôi cùng nhau chung sức hoàn thành đạo nghiệp. Tùy theo con ngày càng trưởng thành mà đạo nghiệp của chúng tôi ngày càng tinh tấn, đồng thời thiện hạnh, thiện đức của chúng tôi cũng tăng trưởng theo. Điều này đối với cả gia đình chúng tôi mà nói, quả là an vui hạnh phúc biết dường nào. Tiết Đình giải thích thêm, con và mẹ là do nhân duyên cực sâu mà chiêu cảm nên tình thâm. Trong thời kỳ hoài thai, mẹ cùng con thực sự nương nhau, liên quan từ máu huyết, xương thịt, tinh thần cho đến thể chất. Vì thai nhi tụng kinh Đại Thừa chính là thai giáo tốt nhất. Tôi đã gặp nhiều người khi mang thai tụng kinh Địa Tạng, Lương Hoàng Sám hay các kinh Đại Thừa khác. Đứa con sinh ra thật là xinh đẹp, thông minh, mạnh khỏe, an lạc, dễ nuôi. Đây là bài văn tự thuật chân thành của một người mẹ ở Thượng Hải. Lúc bà sinh ra 15 ngày thì tôi gặp 3 người, cả nhà họ. Thức ngon đặc chế. Trong một vùng nông thôn thuộc miền Đông Bộ Thái Lan, có một nông phu tên là A Bang. Bà vợ sinh được 3 con, 2 nam, 1 nữ. Thằng đầu tên Ô, 9 tuổi. Thằng kế tên Hồng, 7 tuổi. Và út gái tên Bạch, 5 tuổi. Hôm nọ, vợ chồng A Bang đến dự lễ nơi nhà một người bà con, bỏ 3 đứa nhỏ ở nhà. Nơi chúng trụ là căn phòng bằng gỗ, xây theo kiểu Thái. Căn phòng có chất một đống rơm khô, ngoài ra còn có một cái máng xói hình chữ thập để khứ nước mưa và một hàng lu dùng đựng nước uống. Nhà ở các hộ nông dân nơi đây xây cách nhau rất xa, phân bổ rải rác trong điền viên. Hôm đó, căn phòng gỗ đột nhiên bốc cháy. Láng giềng ở xa chỉ nhìn thấy khói đen bốc cao, lửa vây kín nhà.
cả tòa nhà gỗ chẳng mấy chốc bị thiêu rụi. Ba đứa trẻ trong nhà do cổng khóa kín, không thể chạy đi đâu. Nghĩ rằng nước trị lửa, thằng U nó lần lượt bồng hai đứa em đem bỏ vào cái lu to đầy nước và đậy nắp lại. Sau đó nó cũng nhảy vào một cái lu khác để tránh lửa. Lúc láng giềng và nhân viên cứu lửa chạy đến thì cả tòa nhà gỗ và bốn đống rơm cũng cháy rụi, còn thiêu chết một con bò bị cột. Nhưng không thấy dấu vết trẻ con đâu. Mọi người đều cho rằng chúng đã chạy thoát cả rồi. Khi vợ chồng A Bang về, họ cũng hoảng loạn tìm con. Đến tối mò cũng không tìm ra được. Sáng hôm sau, một người bà con tên là Luân Bao cũng tới phụ tìm các trẻ. Giống như có biết trước, ông vội chạy đến lu nước, dỡ nắp ra thì kinh ngạc hét to. Vợ chồng A Ba nghe tiếng kêu, vội vàng chạy đến xem thì thấy thi thể của thằng U, đứa con trai đầu. Luân Bao lại mở tiếp cái lu kia thì lần lượt phát hiện ra xác của Hồng và Bạch. Lúc này, hai vợ chồng quá đau lòng, ngã xuống ngất xỉu. Báo chí và đài truyền hình đều đăng tin thương tâm này. Lúc đó, ký giả đài truyền hình phỏng vấn hỏi Luân Bao vì sao biết ba đứa trẻ chết ở trong lu. Luân Bao đáp: đêm hôm lửa phát cháy, ông đang ngủ ở nhà, bỗng mơ thấy cảnh mọi người chạy đi tìm các cháu. Bỗng dưng thấy một lão già chưa từng quen biết, râu trắng dài tới ngực. Ông nói: bầy cá ở trong lu nước. Tỉnh dậy, ông thấy rất kỳ, bèn vội vàng chạy sang nhà A Ban, nhào tới dỡ lu xem tử. Không ngờ thi thể các bé ở trong đó. Nghe đến đây, A Ban hét to một tiếng rồi ngất xỉu trên đất. Khi được cấp cứu tỉnh lại, đôi mắt của ông vô hồn nhìn gây dại về xác ba đứa con và lẩm bẩm nói: báo ứng, báo ứng mà. Mọi người đều nghĩ ông thương tâm quá độ, thần trí mê muội, không dám hỏi gì. Theo tập tục ở nông thôn, hễ nhà nào có chuyện là mọi người đồng tâm hiệp lực phụ chôn cất con A Bang. Vợ chồng A Bang nội trong một ngày mất hết ba đứa con cưng, đành náo tạm một nơi khác. Tài sản tích chứa đều bị làm mồi cho ngọn lửa. Hai vợ chồng gặp phải gia biến thảm sầu. Họ thấm thía lý vô thường, buồn vui ly hợp ở dân gian, nên không chút do dự đồng sinh xuất gia. Ai cũng hiểu và cảm thông cho họ. Nhưng mọi người đều thắc mắc khi nghe A Bang luôn miệng nói rằng báo ứng, báo ứng. Ông vốn là một nông dân trung hậu cần lao, nhưng đã làm gì để bị trách tội nặng đến như thế? Thật khiến cho người ta khó hiểu. Chỉ có A Vu, em vợ A Bang, là biết rõ. A Vu nói: anh Bang sống luôn biết giữ hòa khí, nhiệt tâm giúp người. Anh chỉ có tính rất ưa ăn ngon và tự mình sáng chế món rau dồn cá. Chính A Vu nhiều lần phản đối kịch liệt món này. Thái Lan là xứ gạo cá, và mùa xuân mỗi lần gặp mưa giông là thời kỳ cá đẻ trứng. Mười mấy ngày sau, các con lớn bằng đầu đũa. A Bang ưa dùng vải mùng may thành vợt, lùng bắt đám cá này. Ít thì có mười mấy con, nhiều thì hơn trăm mạng. Sau đó anh bỏ các con vào trong thùng nước. Lúc cần đấu thì chọn các cọng rau to lòng, cắt bỏ các đốt máu đi thành một ống trống suông. Sau đó đổ nước lạnh vào trong nồi, thả rau và các con vào, chụm lửa nhỏ riu riu. Do nước lạnh từ từ chuyển nhẹ nhẹ qua nóng, nên mới đầu đám cá còn hồn nhiên bơi tung tăng. Nước ấm dần đến tăng độ, cá nhỏ gặp lòng rau rỗng liền chui vào trong đó trốn nóng. Tận mắt chứng kiến cảnh lũ cá bị giết tàn nhẫn, chết thảm thương, nhưng vợ chồng A Bang chẳng mảy may động lòng trắc ẩn. Ngược lại còn tự hào đắc ý vì mình biết sáng tạo ra món ăn cực kỳ đặc biệt và ngon. Mỗi một khúc rau trống đều có một đám cá chui vào, đem ra trộn với gia vị thì ăn ngon cực kỳ, không gì sánh. Có lần A Bang làm ruộng,
anh dùng lưới vớt hết bầy cá con. Đột nhiên có hai con cá lớn là cha mẹ của chúng nhảy lên bờ. Có thể là do nhìn thấy bầy con bị bắt đem đi, chúng bị thống khổ đến cực điểm mà nhảy lên tự sát để kháng nghị. A Ban lúc này nhân tính mê bụi, cho rằng khi không có được của bất ngờ, liền bắt luôn hai con cá đó đem về nhà nấu ăn. Con người quen tạo sát nghiệp ác độc là do lương tâm bị vùi lấp mê bụi. Chỉ khi nhìn thấy cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái mình chết mới kêu gào khóc lóc, hô thiên gọi địa đau đớn, thảm sầu. Chẳng hề nghĩ đến loài vật cũng có nghĩa tình cha mẹ, anh em, phu thê, con cái. Cổ thi nói: trăm ngàn năm nay trong chén canh, oán sâu như biển, hận khó bình. Như này, báo ứng nhân quả xoay chuyển đến khiến cho A Ban gánh phải niềm đau chôn con, nếm mùi khổ tự thân chứng kiến một bầy con bị chết cả. Sao không khiến cho anh ta thối tâm nản chí chứ? Một thi nhân thời cổ đại đã làm thơ ngăn sát như thế này: ai bảo chúng sinh mệnh nhỏ nhoi, chỉ là xương thịt với da thôi, xin anh chớ bắt săn giết chúng, tình cảm chúng đâu có khác người. Nhân loại hàng ngày đều tự làm tăng thêm nghiệp sát quan trái. Khi chúng ta bệnh nằm tại y viện hay trên bàn mổ, ngay khi đó chúng ta có thể thầm tự vấn, có tự hỏi rằng cả đời mình đã từng ăn bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt, bao nhiêu heo, bao nhiêu bò, bao nhiêu loài đã tán mạng vào bụng chúng ta chưa? Và hôm nay chính là ngày báo ứng đến. Người vào thăm bệnh cũng cần nên phản tỉnh như vậy. Nếu như nhân loại có thể tự vấn mình đến cùng, thì sẽ phát sinh tâm từ, tâm sám hối, và nghiệp sát tự nhiên sẽ giảm. Tâm sự quý vô dân, tan nát lại đoàn viên. Tôi tên là Mã Kim Lộ, vợ của Lữ Sơn Kiệt. Tôi đã quy y Phật giáo, cũng là đệ tử Hòa Thượng Diệu Pháp. Mọi người gọi tôi là Mã Cư Sĩ. Tôi vui lắm. Con trai của tôi 14 tuổi, tuy nó chưa có quy y Phật, nhưng cũng thay đổi rất là tốt. Còn dì tôi chép kinh Địa Tạng nữa đó. Gia đình tôi hiện tại tôi chẳng có giàu có, nhưng chẳng vất vả lo ăn lo mặc. Điều khiến mà tôi mừng nhất là, từ lúc Lữ Sơn Kiệt bước vào đường học Phật, anh đột nhiên biến thành một người khác, thay đổi hẳn luôn à nha. Mới đầu nghe anh nói sẽ theo đạo Phật tập tu, ngay cả tôi cũng không dám tin, còn cho rằng chắc anh đã bị bệnh chi đó. Tôi không dám nói là bệnh thần kinh, dù có nghi như vậy. Ngày nọ, thấy anh ôm tượng Phật bước vào nhà, thượng lên bàn, thờ phụng tại phòng khách. Từ đó, hàng ngày thắp hương lễ bái tụng kinh. Tôi làm gan hỏi: nè, người như anh mà cũng biết thắp hương lạy Phật hả? Liệu Phật có chứng, có chúc phúc cho không vậy? Anh ôn tồn đáp: y như con trai mình có tính bướng lì, hay gây chuyện, không chăm học, nói danh là học sinh dở, học sinh tồi, thì vị thầy dạy nó không phải là ngày nào cũng mong nó thay đổi ngoan ngoãn trở thành học sinh tốt hay sao. Lữ Sơn Kiệt tôi từ đây trở về sau muốn là một người thiệt là tốt thì sao không thể học theo Phật được. Mà nè, hồi xưa tôi thường gây gỗ chửi bà, có lúc còn đánh bà, đều là tôi có lỗi, tôi sai hết. Từ nay tôi thề bỏ uống rượu, bỏ hút thuốc, dứt tuyệt ăn mặn. Tôi nguyện là một người xứng đáng làm đệ tử ngoan của Phật. Nếu mà bà còn giận á, thì cứ đánh tôi cho hả giận đi, cho nhẹ lòng đi, hen. Ôi trời ơi, ôi mẹ ơi, hôm nay mặt trời mọc ướng tay rồi sao? Lữ Sơn Kiệt đã nói lời của con người rồi nè. Những lời anh nói khiến tôi mở to mắt, khiến tôi nhìn sững. Anh càng nói, tôi càng tuôn lệ đầm đìa. Chẳng biết duyên số dung rủi như thế nào mà hồi tuổi trẻ xinh đẹp tôi lại chọn anh. Thuở đó tin anh ngang tàn, ưa đập lộn, ưa gây chuyện, nên nổi danh khắp hương thôn. Hồi đó
tôi còn ngưỡng mộ cho anh là có khí phách hảo hớn nữa chứ. Tôi nghĩ, nếu lấy anh rồi, thì tương lai sẽ không ai dám bắt nạt tôi. Mà đúng thì, quả thực là chẳng ai dám ăn hiếp. Không riêng gì bạn bè thân quyến, mà kể cả chòm xóm láng giềng cũng đều lánh xa tôi. Sau này mới biết, anh là trùm du đảng. Như vậy, tôi nghiễm nhiên thành quý phu nhân của ông trùm. Vậy thì, đố ai dám động tới? Hàng ngày sau khi tan sở, chồng tôi thường không về nhà. Anh cứ la cà ở ngoài tụ họp cùng đám bạn bè đồng chí nhậu nhẹt. Hãy uống nhiều thì gây lộn, vậy tưng lên. Không chỉ thế, ở nhà ăn cơm, anh cũng nhậu. Chưa xong tiệc rượu thì đã say khướt, nổi điên, đập đông đánh tay, quấn con loạn sĩ à. Có lần vì chút chuyện giặt, anh mắng tôi. Tôi đâu có nhịn được, tôi liền trả treo lại mấy câu. Thế là anh giang tay đánh. Bộp vào mặt tôi, cú tát đập mạnh vào tay trái. Lúc đó mắt tôi nổ đom đóm, tôi té xuống, ngất xỉu. Khi tôi tỉnh lại, thì tay trái hết còn nghe ngóng được gì. Tôi đến bệnh viện khám, bác sĩ nói, tay tôi bị lũng màng nhĩ. Hồi đó, mái ấm của chúng tôi rất hiếm khi không có chuyện. Việc đánh mắng gây gỗ thường xuyên xảy ra. Tục ngữ nói, gần mực thì đen, rất đúng. Do hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng luôn bất hòa. Cuộc sống bị dấn chìm trong khổ não, phẫn nộ, khiến tôi dần dần lây tật xấu của anh. Tôi cũng thành nữ anh hùng để nổi nóng, cáo bực. Tôi cũng nhậu, bí tỉ, hút thuốc mịt mù. Lúc đó tôi nghĩ anh chẳng để tôi sống an qua ngày thì tôi dựa vào đâu mà tiết kiệm cho anh chứ. Hãy lãnh lương xong, thì tôi ăn to uống lớn, đi gầy sòng nhậu, mượn men rượu giải sầu, phiêu du trong khói thuốc. Nói khiêm nhường thì một ngày tôi có thể nốc cả bình rượu, hút hai gói thuốc. Việc tìm vui qua chất kích thích của men bia, khói thuốc đã đem đến cho tôi nhiều bệnh hoạn. Đồng lương ít ỏi lại phải đổ hết vào bệnh viện. Thường là mới nửa tháng, túi tôi đã rỗng. Thế là tôi cứ sống xiên xẹo cho qua ngày. Hai chúng tôi hãy ngồi vào bàn nhậu, một khi gây chuyện thì rượu và thức ăn bay cùng nhà, con cái khóc rùm, vợ chồng cứ cãi lên. Chúng tôi có nói chi làm gì, láng giềng cũng chẳng ai thèm khuyên ngăn. Bạn xem, duyên nợ của chúng tôi là vậy đó. Thế mà cũng gọi là mái ấm, là gia đình. Nhờ hai vợ chồng cư sĩ Lý Đinh dùng Phật pháp cứu vớt cái gia đình đổ nát của chúng tôi, nên tôi được biết đến đạo pháp và bước vào con đường học Phật, nối gót sau Lữ Sơn Kiệt. Tôi quy y hòa thượng Diệu Pháp rồi, liền thề dứt bỏ hết tất cả các thói quen xấu. Hiện nay, không những gia đình chúng tôi thay mới đổi tốt, mà tà khí trên mặt của Lữ Sơn Kiệt cũng biến mất tâm luôn, không có còn tung tích nữa. Mặt anh không còn u ám mà rất sáng. Còn bản thân tôi lúc trước thì bệnh hoạn đầy thân, bây giờ không chữa trị mà được lành. Sự khang kiện ngày xưa, khó bề tìm thấy, nay đã xuất hiện. Khi soi gương tôi thấy dung nhan tiều tụy héo xào của mình đã biến đổi, hồng hào tươi tắn đến ưa nhìn luôn Hôm nay sẵn dịp cư sĩ Quả Khanh viết báo ứng hiện đời tập 3, chúng tôi chủ động yêu cầu xin cho viết kể chuyện xa đọa của chúng tôi ra. Dù sao vợ chồng chúng tôi sớm đã là danh nhân, từng xấu đến chẳng thể xấu hơn được nữa, cho nên chẳng sợ mất mặt, mất danh, chẳng sợ bị khi dễ trong mắt ai nữa. Điều tôi muốn nói là, chúng tôi từng là những kẻ tồi tệ đến như vậy, gia đình rách nát đến như thế, mà vẫn còn có thể thay đổi, và biết Phật Pháp nên tu sửa tâm tính, đổi mới cuộc đời mà hiện tại được hưởng hạnh phúc. Vậy thì các bạn, những người có nhân cách hơn hẳn chúng tôi, hoặc tệ cỡ chúng tôi đi nữa, thì tại sao lại không thể sống hạnh phúc? Vì sao các bạn không mau chóng chọn cho mình một con đường ly khổ đắc lạc? Đệ tử Mã Kim Độ kính ghi và Chí Thành đảnh lễ Tam Bảo. Quán ngon cao cấp. Tại đại lộ Tung Sơn của thành phố Đài Bắc phồn hoa, có một tiệm vịt quay nổi danh khắp xa gần,
tên là Quán Ngon Cao Cấp, làm ăn rất phát đạt, khách ra vào tấp nập, cửa tiệm rộng lớn, thiết kế sang trọng. Nhân viên nam nữ phục vụ trong quán đều trẻ trung, mặc toàn tây Âu trắng. Bếp trưởng đội nón trắng tinh, tay luôn đeo găng, chứng tỏ mình cực kỳ vệ sinh sạch sẽ. Nhân viên trong quán từ khuya đến tối bận rộn như con quay để tiếp đãi, bưng bê phục vụ thực khách. Còn vị chủ quán họ Thái, tuổi ngoài 50, béo tròn phục phịch, mặt tây Âu, mặt mày hớn hở, ngồi nơi quầy thu ngân sau máy đếm tiền, tay đeo đồng hồ vàng chói, cười toe tét, vui tới không thể khép miệng lại. Trước cửa tiệm là quầy hàng bán lẻ, phía sau tiệm là xưởng giết mổ, lò quay nướng vịt. Bảo đảm thịt vịt luôn tươi mới thơm ngon, hấp dẫn thực khách ăn rồi còn muốn ghé nữa, vì vậy mà tiệm buôn càng ngày càng phát. Mấy năm gần đây, tiệm lập chi nhánh các nơi, chủ quán ngày càng mở rộng nghề sát sinh và bạn bè giao tế thù tạc càng nhiều. Trong đây không thể thiếu các thực khách của Tủ Gia, Vũ Trường, Tiệm Vàng, Sòng Bạc, vân vân. Phải nói lúc này cũng là thời kỳ ông hưởng thụ tiêu xài vô cùng mãn ý, biết thế nào là cực khoái của kiếp nhân sinh. Mỗi năm, khi mùa xuân đến, nhà nhà hộ hộ thấy đều cần sắm hàng Tết, thân hữu đa số đều muốn biếu xén quà, thì quán cao cấp việc làm ăn càng phất, lên như thủy triều dân. Khách quen muốn mua được vịt quay mới ra lò, phải xếp hàng chờ đợi từ 3 đến 5 tiếng. Nhân viên phục vụ tất bật tới nửa khuya. Quán phải mướn thêm người phụ lâm thời, mà vẫn bận tiết mù không thể nghỉ ngơi. Vì vậy mà phải tổng động viên toàn gia, cả nhà đều lao vào cuộc, bận rộn buôn buôn bán bán. Hôm nọ cũng giống như mọi ngày, tiệm đang buôn bán rơm rã, huyên náo ồn ào, thì trong khoảnh khắc bỗng nghe có tiếng vịt rống rất to, lớn vang dội, trấn áp hết mọi tạp âm trong tiệm. Vì vậy mà thu hút trọn sự chú mục của bao người. Thế nhưng ai chứng kiến cũng đều đứng sững, đứng như bị trời trồng. Giây phút này, mọi người chỉ biết kinh ngạc, dương mắt ngó lão chủ quán đang nằm dài trên đất, hình trạng giống y như con vịt, miệng của lão không ngừng kêu lên tiếng cạp cạp. Không những giống như vịt, mà còn to hơn vạn bội, mọi người đều xúm lại, vây quanh nhìn, và không ngớt bàn tán xôn xao. Bỗng có một bà béo mập, hét thật lớn, nói: "Ôi trời đất ơi, lão này giết vịt nhiều quá nên bị quả báo đó. Sợ quá, tôi không dám ăn thịt vịt nữa đâu." Mọi người bây giờ mới tỉnh hồn trở lại, không hẹn mà đồng một mục đích, xúm nhau chạy ra khỏi tiệm, giống như là bầy ong vỡ tổ. Bà giám đốc phu nhân vội mời bác sĩ đến chữa trị, nhưng dù bác sĩ tài ba đến mấy cũng không thể nào khiến ông ngừng kêu tiếng cạp cạp quái gở kia. Ông cứ kêu như thế suốt 3 ngày 3 đêm, cho đến lúc kiệt sức không còn kêu được nữa, thì hai mắt ông mở to, thất thiểu, ọc máu, và ông tắt hơi trong thống khổ tận cùng. Kể từ hôm đó, tấm bảng hiệu Quán Ngon Cao Cấp bị tháo dỡ, các chi nhánh khắp nơi cũng đóng cửa, dòng tộc họ Thái cũng giấu luôn tông tích. Không biết họ, mỗi người chúng ta trong quá khứ, vì thiếu hiểu biết mà tạo vô số ác nghiệp, khiến tự tánh quý giá bị ô nhiễm, vấy bận, bụi trần. Do tâm bị vô minh che lấp, khiến chúng ta chẳng thể nhìn thấy ánh sáng quang minh, vì vậy cần phải quét sạch trần cấu. Theo nhà Phật, phương pháp tẩy sạch trần cấu tốt nhất chính là sám hối, một trong các thiện hạnh như tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, trì chú, vân vân. Tổng giám đốc Trần là nữ doanh nhân, chủ một đại xí nghiệp thành đạt, bà học Phật đã hơn 2 năm. Dưới ảnh hưởng của bà, nhiều nhân viên trong xí nghiệp cũng bắt chước ăn chay tập tu theo. Nhờ đó mà đời họ thay đổi, tinh thần phấn chấn, xí nghiệp càng phát mạnh, chất lượng sản phẩm thêm ổn định. So với các xí nghiệp khác, thì bà Trần là một nữ lãnh đạo nổi tiếng, được mọi người nhiệt liệt khâm phục, ngợi khen. Ngày nọ, bà Trần đến nhà tôi, kể về tình trạng sức khỏe của mình.
bà than, thời gian gần đây, mình hay bị nhức đầu dữ dội mà không rõ nguyên nhân. Chứng bệnh này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác, sinh hoạt và việc tu tập của bà. Lúc bà Trần đương kể lể về chứng nhức đầu, thì tôi bỗng nhìn thấy từ vai trái đến gáy của bà, xuất hiện một con cá sấu thiệt to, không ngừng cắn xé nơi cổ bà, khiến cho phần bên trái đầu, máu chẳng cung ứng đủ cho não. Tôi không kìm được, vội hỏi. Bà có từng ăn thịt cá sấu hay loài vật hoang dã nào không? Bà Trần rầu rĩ nói. Trời ơi, tôi đã ăn quá nhiều thịt động vật. Trước đây, khi còn ăn mặn, do phải thường xuyên chiêu đãi xã giao với khách, nên tôi đã ăn hầu hết mọi loài hoang dã, như đà điểu, rùa, thỏ rừng, gà tuyết, độc xà, thậm chí cả cá sấu nữa. Nhưng mà thịt cá sấu tôi chỉ ăn qua có một lần. Hơn nữa, lại là dạng thịt đông lạnh, người ta đã giết sẵn trước đó rồi. Tôi giải thích. Mặc dù bà chỉ ăn một miếng thịt, nhưng chính bà là người đứng ra mời khách, tự xuất tiền cho vụ tàu ác nghiệp này. Phải biết những loài động vật hoang dã, tương tự cá sấu, có tính linh rất lớn, chẳng nên tùy tiện giết nó, không nên vì ham ngon miệng no bụng mà ăn thịt chúng. Ngài tuyên quá từng giảng, vì sao không nên sát sinh, lý do như sau: chúng ta ăn thịt chúng sinh, sẽ thu nạp khí và máu huyết súc sinh vào thân chúng ta. Thần thức nó cũng đeo theo quấy phá. Chính con cá sấu đã ra tay báo thù, khiến thân thể bà luôn bệnh hoạn, cực suy. Hiện giờ thần thức nó đang ở phía bên trái, từ vai đến gáy của bà. Nó không ngừng cắn xé cổ bà, làm cho não bên trái máu không cung ứng đủ. Đó là nguyên nhân vì sao bà nhức đầu. Bà Trần tỉnh ra. Nói như vậy thì tội tôi quá lớn, vì tôi từng ăn qua rất nhiều động vật hoang dã. Nhất định tôi phải sám hối, tụng kinh phát nguyện. Trước tiên phải hồi hướng cho con cá sấu này đã. Tối đó, tắm rửa xong, bà Trần quỳ trước Phật, tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho con cá sấu đã bị giết hại. Trong quá trình tụng kinh, bà ráng chịu đựng, kiên trì tụng hai bộ kinh Địa Tạng và khắc phục được các chứng chóng mặt, nhức đầu. Qua hôm sau, lúc gặp lại, tôi thấy tinh thần và tướng mạo bà đã có thay đổi tốt. Mặt bắt đầu tươi tắn hồng hào, những vết ám đen cũng tan hơn phân nửa. Chiều đó, mấy đạo hữu đến thăm bà Trần. Trước mặt mọi người, bà tổng giám đốc oai vệ này đã buông bỏ hết vẻ cao ngạo quan liêu của mình, thành khẩn kể lể, phát lộ những lỗi lầm mình từng phạm trong quá khứ, chân thành sám hối, tội mình đã từng ăn và giết hại nhiều sinh vật. Bà sám hối ngày xưa, khi làm lãnh đạo, đã có tâm cống cao ngã mạn, nóng nảy hẹp hòi, sám hối, mình lúc chưa học Phật đã tạo nhiều ác nghiệp chất chồng. Ngay lúc bà đang sám hối, những vết ám đen còn lưu trên mặt dần dần tan biến hết, thay vào đó là nét sáng rỡ, hồng hào tươi tắn. Lúc này tôi nhìn thấy những chúng sinh từng bị bà làm hại đang thấp thoáng, ẩn hiện. Dưới uy lực chân thành sám hối của bà, chúng sinh tâm tha thứ hỷ xả, rồi từng tớp cùng bay lên, trong chốc lát đã vãng sinh vào thiện đạo. Sức mạnh sám hối thù thắng và cực kỳ lớn như thế đã khiến mọi người xúc động sâu sắc. Cả hội trường nhốn nháo, cùng nhau thú tội. Thế là, anh một câu, tôi một câu, ai cũng thành tâm phát lộ nhận lỗi, lao sao tự kiểm điểm ác nghiệp và những lầm lỡ sai quấy của mình đã tạo trong quá khứ. Sức mạnh của sám hối, đúng như Phật từng thuyết trong Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, như sau: nếu người tạo tội nặng mà biết ăn năn tự trách, sám hối lỗi xưa, nguyện không tái phạm. Sư Ni Diệu Dung. Năm 2002 đi Trung Nguyên, tôi đã may mắn gặp một ni cô dùng máu chép mấy bộ kinh. Đây là hành động hy hữu. Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc không có nhiều. Sư Ni Diệu Dung năm nay 28 tuổi,
xuất gia đã 3 năm. Trước khi xuất gia, cô đã dùng máu chép kinh, hiện đang chép bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, cả thảy có 38 vạn từ và hoàn thành 6 vạn từ. Kế đến sẽ chép kinh Pháp Hoa. Một Phật tử là bác sĩ, viện trưởng y khoa, thấy vậy, nói: phải dùng máu toàn thân mới chép xong mấy bộ kinh này, như vậy thì máu đâu cho đủ, cô sẽ bị yếu sức đó. Cô sinh trong một gia đình đầm ấm, dung mạo mỹ miều, tánh tình hiền thiện. Cô tốt nghiệp đại học y nổi tiếng, là bác sĩ quân y cấp bậc trung quý. Sau khi tốt nghiệp hành nghề, được hưởng chế độ rất ưu đãi, lương bổng cực cao. Nhưng những điều này chẳng ngăn được chí xuất gia của cô. Dưới sự hướng dẫn kiên trì của người mẹ phi phàm, cô đến núi Thanh Nguyên, tỉnh Giang Tây, được Hòa Thượng Thể Quảng, Đạo Cao Đức Trọng xuống tóc cho. Chùa Vân Môn là đạo tràng cô thường ở tu hành. Cô bắt đầu công tác gánh phân, bước vào con đường khổ hạnh. Vì nữ nhân tài Phật giáo có nhiều hành quyền hy hữu này xuất hiện vào thế kỷ 21 trong thời đại hôm nay, nhiều người nghe danh rất khâm phục, tán thán. Tôi và mấy vị tín đồ Giang Tây cùng các đệ tử quý y Hòa Thượng Thể Quảng có dịp ngủ nơi đây hơn 10 ngày, đích thân chứng kiến cảnh sư ni diệu dung tu hành, khiến những người từng học Phật 10 mấy năm, tuổi gần 60 như chúng tôi phải thầm xấu hổ vì thấy mình còn kém xa. Có lần dùng cơm xong, mọi người đứng dậy chuẩn bị bỏ đi. Ni Diệu Dung phát hiện chén của cư sĩ nọ ăn bỏ mứa thừa rất nhiều, đi lập tức bưng chén lên nói: đạo hữu ăn không hết, để tôi ăn giùm. Ông chẳng nên bỏ đồ dư, lãng phí như vậy. Nói xong, liền ăn hết. Cư sĩ Diệu Lợi cảm động bảo: sư Diệu Dung thật hết biết, vì quý tiếc từng hạt thức ăn, chịu khó ăn đồ thừa của người, chúng tôi phải học tập gương cô đó. Sư Diệu Kiến ngồi chung bàn nói: chuyện này mà nhầm nhò gì, đồ người khác nhổ bỏ vì chê ăn không ngon, cổ thấy được là lượm sạch, ăn hết luôn. Cô giống hạnh nguyện ngày tiên quá ở Mỹ rồi. Phải biết, cô là bác sĩ, rất chú trọng vệ sinh, nhưng làm như vậy để cảnh tỉnh người, vì không muốn vi phạm. Sư Diệu Dung mỉm cười nói: thức ăn chúng ta dùng đây, quả thực ngon, tốt hơn nhiều, so với thức ăn của các tu sĩ ở Tây Tạng. Có qua Tây Tạng hành đạo rồi, thì thức ăn nào cũng nuốt được hết. Có nếm khổ gì, thì cũng không thấy khổ nữa. Cô kể, lúc mình mới xuất gia làm sa di, nhận công tác phải gánh phân, do thường ra vào nhà xí và đồng ruộng, dù có mang hài, cũng khó tránh giảm đạp lên phân. Nên lúc lên điện, để tỏ lòng cung kính, cô cởi hài bỏ bên ngoài, chỉ mang vớ vào điện. Nhưng vì hàng ngày, thời gian lên điện tương đối dài, lâu dần, chân bị nhiễm lạnh, hai chân và đầu gối bị thủng nặng, đau đến đi đứng khó khăn. Nhưng sư Diệu Dung vẫn nói, đây là nghiệp chướng bản thân hiện tiền, nhưng mỗi ngày, sư vẫn phải cắn răng chịu đựng để công tác. Sau đó, bệnh ngày càng nghiêm trọng, trong núi thiếu thuốc men thích hợp, nên cô phải về nhà mẹ. Bác sĩ chuẩn khám nói cô bị phong thấp nan y, dần dần bệnh từ phong thấp sẽ chuyển đến tim, gây nên chứng bại liệt. Cô nghe xong, không sợ hay hoảng kinh chi, chỉ là trong lòng bất an, vì thấy mình tuổi còn trẻ, chưa làm được chuyện gì giúp ích cho chúng sanh, mà vướng phải bại liệt thì càng lụy người phải lo. Như vậy thì là sống không bằng chết. Sau đó, cô khấn nguyện trước Bồ Tát: đệ tử chẳng cầu nguyện thân trường tồn, tật bệnh hồi phục, chỉ xin kéo dài hơi thở của mạng sống tội lỗi này, dùng máu huyết chép kinh, hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong pháp giới đồng thành Phật đạo. Chép kinh xong, đệ tử có chết cũng không tiếc. Tôi dùng kim châm vào 10 ngón tay lấy máu, không đủ dùng, nên phải lấy ống chích rút máu từ cánh tay. Mẹ tôi chẳng nỡ nhìn, cũng không chịu giúp tôi lấy máu, lảng tránh ra ngoài làm việc.
Nhưng lúc tôi chép kinh, mẹ tôi vô cùng kinh ngạc khi phát hiện toàn thân tôi đang phóng kim quang, mà bản thân tôi không hề hay biết, và hoàn toàn không nhìn thấy. Đây có thể là nhờ Phật lực gia hộ, khiến mẹ tôi có chút cảm ngộ. Lúc tôi chép xong bốn quyển kinh máu, thì hai chân hết phù thủng, khôi phục bình thường. Thật là Phật Bồ Tát xót thương gia hộ, khiến tôi có được mạng sống mới. Tôi cảm kích đến rơi lệ, không sao báo đáp cho cùng. Tôi chỉ biết âm thầm phát thệ, nguyện đem thân này cúng dường Phật Bồ Tát, hằng giữ ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh, cúng dường Phật Bồ Tát. Nguyện từ đây đến tận vị lai, đời đời kiếp kiếp, vì chúng sinh mà sống, vì chúng sinh mà chết. Hôm sau, đi y viện kiểm tra, bác sĩ rất kinh ngạc. Ông tuyên bố, tôi hoàn toàn hồi phục. Khi mẹ thấy tôi hết bệnh, bà rất mừng, đồng thời thái độ quan tâm lo lắng cũng thay đổi. Bà nghiêm nghị bảo, Sư Diệu Dung, bệnh cô đã lành, hãy mau thu xếp về chùa, cô là người xuất gia, ở mãi nơi nhà tôi không có tiện đâu. Đương nhiên, khi nghe những lời lạnh nhạt, chẳng có chút tình người như vậy, tôi thật khó tiếp thu. Phải gắn kiềm chế để nước mắt không trào ra. Tôi giận dỗi nói, con đi liền đây. Thế là tôi tôm góp hành lý đơn giản, bước ra kêu xe. Khi xe sắp chạy, tôi ló đầu ra cửa xe thưa với mẹ. Bách cư sĩ, tôi để chìa khóa nhà ở trên bàn đó. Xe chạy rồi. Từ sinh ra đến giờ, tôi mới nhìn thấy hai hàng lệ nóng từ khóe mắt mẹ tuôn trào. Tới ga, lên hỏa xa ngồi, trong lúc xe lao dung dút, tâm tôi dần bình tĩnh lại. Hai mắt tôi càng lúc càng mờ vì lệ nhạt nhòa. Ôi mẹ ơi! Con gái đã hiểu lòng mẹ rồi. Mẹ sợ con luyến thế quên về, sẽ tu hành bê trễ. Chính mẹ hướng dẫn con đi trên con đường học Phật, là mẹ bảo vệ hạnh xuất gia cho con. Mẹ chứng kiến con xuống tóc làm ni mà chưa từng rơi giọt lệ nào, chỉ vì muốn con kiên định tâm đạo. Mẹ yên tâm nha mẹ. Như mũi tên một khi đã bắn ra, không bao giờ quay về. Con đã bước vào đường tu thì sẽ không quay trở lại. Con sẽ tẩy tâm đổi mặt, mãi mãi hoằng pháp lợi sinh cho đến ngày tà thế. Hiện nay, do nhiều chúng cư sĩ thỉnh cầu, Ni Diệu Dung đã chọn một địa điểm thích hợp, chuẩn bị xây một ngôi kiến trúc tại Trung Nguyên, dự định sẽ thu nhận chư cư sĩ cao tuổi nghỉ hưu, cho họ trú ngụ, hướng dẫn họ niệm Phật, nghe kinh, pháp, tu hành. Đây là đạo tràng dành cho tập thể cư trụ, lo hết tất cả từ ăn ở thuốc men cho đến vãng sinh. Các bác sĩ hộ lý cùng những phục vụ viên hoàn toàn là tình nguyện phụng hiến. Chư cư sĩ đến ở chỉ cần đóng phí thức ăn do gia đình quyến thuộc cung cấp, phần còn lại đạo tràng bao thầu hoàn toàn phi lợi nhuận. Do nhân viên bác sĩ hộ lý không cần đền đáp nên phí y liệu cũng rất thấp. Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng sơ bộ của Ni Diệu Dung, vẫn cần tập thể đồng tu trợ giúp, góp tâm góp sức, hoàn thành tốt việc này. Ni Diệu Dung đã mời Hòa Thượng Diệu Pháp và tôi đến thường trụ ở đây, hỗ trợ cộng đồng đại chúng tu hành. Nếu như có thể kiến thiết nhanh, đúng như dự tính, thì sư phụ và tôi, cùng các huynh đệ, rất sẵn lòng giúp Ni Diệu Dung, cùng mọi người tụ hội ở đây, dụng công tu tập, thành đạo Bồ Đề. Bài văn dưới đây tôi viết, theo danh xưng ngôi thứ nhất, để mọi người tiện đọc. Thể văn giống như tự thuật, nhằm giới thiệu truyền thực về sư Diệu Dung, từ sinh ra đến xuất gia, giúp mọi người hiểu rõ hơn về vị ni ưu tú trong Phật giáo, và có thể rút ra từ trong đây chút cảm ngộ.
Tác giả Quả Khanh xin giải thích riêng. Sư Diệu Dung là câu chuyện có thật hoàn toàn. Sau khi tôi biết rõ những gì sư trải qua rồi, rất cảm kích nên quyết định viết ra để khuyến khích bạn đạo tu hành. Do chưa được sư cho phép nên tôi quyết định hóa danh, nghĩa là tên và địa danh đều đổi, không ghi thật. Tôi nghĩ làm như vậy sẽ không gây ảnh hưởng hay quấy rầy gì đến việc thanh tu của sư. Mục đích của tôi không phải để ca tụng công đức của sư, bởi vì khả năng của sư sẽ còn tiến xa hơn nữa. Tôi viết câu chuyện này vì muốn chia sẻ cùng bạn đọc nét đẹp của người tu. Tôi muốn chấn chỉnh lại những quan niệm sai lầm, hiểu trật về người xuất gia. Không những tôi hy vọng Ni Diệu Dung có thể đại diện cho hình ảnh các tu sĩ nữ giới, mà còn hy vọng ngày càng có nhiều Phật tử trí thức gia nhập vào sự nghiệp hoằng pháp Phật giáo, cùng góp sức giúp cải thiện phong khí xã hội, dùng đức trị đức, dùng lực tu để báo ân. Bởi vì trong nước ta hiện còn rất nhiều người hiểu sai về giới xuất gia, bao gồm cả tôi, 10 năm về trước. Luôn ngộ nhận, cho rằng những người xuất gia là hạng trốn đời, trốn việc, trốn bổn phận, ưa sống biến lười cầu an, toàn những kẻ thất tình, thất chí, tâm bị tổn thương, vì mê tín hay do tướng mạo xấu xí, khó kết hôn, hoặc do gia cảnh quá bần hàn nên phải đi xuất gia để kiếm cái ăn, cái mặc, vân vân. Những hạng người này không dính dáng gì với sư Diệu Dung. Trong Phật môn có lẽ cũng có những hạng người này, nhưng tôi chưa gặp. Còn những vị có chí xuất trần cao tột, nguyện đem thân tâm phụng hiến hoằng pháp lợi sinh như sư Diệu Dung thì có rất nhiều, và tôi thường gặp luôn. Các phần tử trí thức cũng không thiếu. Tôi thường gặp họ tại các chùa Thiên Đài Sơn, Phổ Đà Sơn, vân vân. Các tu sĩ này, mỗi mỗi đều có những câu chuyện khiến người nghe phải cảm phục. Chỉ tiếc là sách tôi đang viết thuộc dạng báo ứng hiện đời, nên không thể giới thiệu về các vị ấy. Cho nên, mong độc giả khi xem hãy hiểu và thông cảm cho tâm ý của người viết. Mẹ của sư Diệu Dung rất giỏi thi thơ hội họa, là bậc nữ lưu kiên cường, đã dũng cảm khuyến khích con gái xuất gia. Hòa thượng Thế Quang là cao đồ ngài Hư Vân, từng tán thán bà là thánh mẫu. Tôi cho rằng lời này tuyệt không phải là nói đùa, mà giống như ấn chứng. Xin nói rõ, bài văn này là hành vi riêng của cá nhân Quả Khanh, không liên can đến sư Diệu Dung. Nếu có điều gì khiến cho quý vị phải trách, thì đó là lỗi của tôi, và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Sau đây là bài viết